chết vẫn thèm rượu. Đây, chỗ này, ngồi ở trên mà vẫn thấy mùi thơm. Ông ơi, ông đâu rồi? Trời ơi, ông ngồi ngắm nghía gì ở cái đống đất ấy thế? Mai ông ngoại qua chơi, ông ở nhà chuẩn bị tiếp đón chu đáo, không nhạc phụ lại quở trách nhé. Bà ra đây làm gì? Tôi biết rồi. Hay quá, đang lúc thèm rượu ngon. Lâu lắm mới có người sang để đối ẩm với mình. Mai nhất định phải đào chum rượu 30 năm lên mới được. Cơm nước tôi chuẩn bị xong cả rồi. Ông xem đem rượu quý ra nhé. Được rồi, được rồi. Phải cẩn thận, đứa nào biết nó đào trộm của mình thì chết. Hũ rượu quý thế này, mình đã mất bao công sức để chưng cất, không thể để một mình bố vợ uống hết được. Thôi, để ông cụ uống loại trong xưởng là được rồi. Bà nó đâu, đi rửa lại bầu rượu quý cho tôi nào. Nghe nói anh có hũ rượu quý, nhân tiện hôm nay là ngày vui, anh mang ra đây để mọi người thưởng thức tài nấu rượu của anh nào. Phải đấy, phải đấy, rượu ngon phải có bạn hiền. Hôm nay chúng tôi sẵn sàng đối ẩm làm thơ với anh. Tiếc quá, tiếc quá, tôi đã đem nó ra thiết đãi bố vợ từ tháng trước rồi, các vị thông cảm nhé. Ồ, thật đáng tiếc, của ngon thì phải để nhiều người thưởng thức mới thấy cái thú, tiếc thật. Mấy vị cao niên này kể ra cũng đều là những người có trình độ thưởng thức rượu cả, nhưng dẫu sao thì vẫn chưa xứng tầm để uống hũ rượu quý của ta. Bẩm cụ, bẩm cụ, có chuyện gấp ạ. Tao đang ngủ trưa, có chuyện gì để lát nữa nói. Dạ, ông lý trưởng báo ngày mai quan huyện sẽ về thăm xưởng rượu của ông ạ. Hả? Quan huyện à? Dạ, lý trưởng nói vì rượu của ngài ngon nổi tiếng cả vùng, ngài lại chịu khó đóng sưu thuế, nên quan huyện muốn ghé thăm ạ. Đúng là rượu ngon phải có bạn hiền. Quan huyện là người học rộng hiểu nhiều, chắc chắn biết thưởng thức rượu quý của ta rồi. Thơm quá, thơm quá. Loại rượu này có khác gì không thưa quan lớn? Loại rượu này còn thơm hơn, chắc là loại thượng hạng đây. Người quả là đệ nhất nấu rượu ở cái vùng này đấy. Dạ, đội ơn ngài quá khen. Ông quan huyện này quả là người sành rượu, nhưng đem hũ rượu quý ra mời mỗi mình ông ta thì phí quá. Thôi, mời ông ta loại thượng hạng là được rồi. Từ ngày ông Tý đột ngột ra đi, chả ai quan tâm đến cái vườn này cả. Cỏ mọc tốt quá, mà cái đám đất này bỏ không phí quá. Các anh dọn sạch rồi cuốc đất, vén luống, tra rau cải cho tôi nhé. Dạ thưa bà. Quái, có cái gì ở dưới đất thế nhỉ? À ha, mùi rượu thơm quá, không biết ai lại đem chôn ở đây nhỉ? Hừ, đáng khát, may quá có hũ rượu này. Mọi người ơi, lại đây! Ai lại đem rượu chôn ở đây thế nhỉ? Ôi dào, cần biết để làm gì? Phải đấy, uống đi. Rượu ngon quá. Uống rượu không mất tiền sướng thật. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Ếch và giếng nước. Khát quá, đi cả ngày trời mà không kiếm ra nước,
chết mất thôi. Trời ơi, biết bao giờ mới có mưa đây. Ớt xanh, anh ngồi đây làm gì thế? Nắng hạn cả tuần nay làm sông suối trong rừng cạn cả rồi. Tôi khát nước quá. Anh có biết chỗ nào có nước không? Chỉ cho tôi với. Tôi cũng đang đi tìm nước đây. Khát quá đi mất. Chắc phải đi hết ngọn núi này. Nghe nói ngọn núi bên kia có hồ nước rộng lắm. Đi hết ngọn núi này sao? Xa thế. Đành vậy chứ biết sao. Ở đây thì chỉ có chết. Anh có đi với tôi không? Nhưng mà... xa thế. Tôi không đủ sức. Thế tôi đi một mình vậy. Chào anh. Ấy ấy, chờ tôi với. Tôi sẽ đi cùng anh. Sắp đến nơi chưa? Sao lâu thế? Tôi sắp kiệt sức rồi. Chúng ta mới đi được một quãng ngắn thôi. Phải cả ngày nữa mới đến. Cố lên. Hả? Cái gì? Mất cả một ngày nữa ư? Xa thế thì đi sao nổi? Không chừng chưa tìm được nước đã chết vì mệt ấy chứ. Nếu ở đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy sao không cố gắng dựa vào chút hy vọng cuối cùng này? Đi thôi, cố lên nào. Ồ, cái gì thế kia? Chúng ta có nằm mơ không? Kia chẳng phải là một cái giếng sao? Đúng rồi, mau lại đó xem thế nào. Nước, đúng là nước rồi. Tuyệt quá, có nước rồi. Mau xuống đó thôi. Khoan đã. Sao thế? Còn chờ gì nữa mà không xuống uống cho thỏa thê? Cái giếng này sâu quá. Nước cũng sắp cạn tới đấy rồi. Có nên xuống không? Ui dào, có nước là mừng rồi. Còn nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Có nước đúng là mừng thật. Nhưng chị e xuống đó rồi. Sống được hôm nay, nhưng không qua nổi ngày mai đâu. Ý anh là sao? Anh nhìn xem, nước cạn đến đấy rồi. Chỉ một hai hôm nữa là hết. Hơn nữa, giếng sâu hun hút thế này, làm sao mà lên được? Chẳng phải là sẽ ngồi chờ chết sao? Ui dào, anh đúng là khéo lo xa. Chỗ nước ấy ít ra cũng dùng được một tuần. Khi trời mưa, nước ắt sẽ dâng lên. Kiểu gì chả thoát được. Nhưng nghe nói hạn hán kéo dài cả tháng trời. Nếu không vì thế, tôi đã chẳng cất công sang khu rừng khác. Tôi chỉ biết là hiện tại tôi muốn uống nước. Anh không uống thì thôi. Anh cứ đi tìm hồ nước của anh đi. Đừng mà. Nước mát và ngon lắm. Xuống đây đi ít nâu. Rồi anh sẽ phải hối hận ít xanh ạ. Đã 2 tuần rồi. Sao không có mưa nhỉ? Mình sắp chết khát rồi. Phải đi ra khỏi đây thôi. Chết rồi, giếng cao quá, làm sao lên được bây giờ? Lẽ nào mình chịu chết khô dưới đáy giếng này sao? Biết thế, mình nghe theo lời của ít nâu có phải tốt hơn không? Chỉ vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi cả tính mạng. Vợ chồng sói ngốc. Khỏi mà đi kiếm ăn chứ. Chờ ông thì bữa đói bữa no đến là khổ. Ê, chả biết lũ thú rừng trốn đi đâu hết mà chẳng thấy bóng nào. Mấy hôm nay khu rừng cứ vắng tanh ấy. Tôi cũng đói cồn cào cá ruột lên đây. Thế thì ông phải tìm cách chứ. Chuồng gà. Không thấy chuồng gà nhỉ? Ê, chán quá, chẳng có gì ăn được, đi chỗ khác thôi.
thôi, ngoan nào, nín đi con, mẹ thương, nín đi. Nín đi nào, mẹ yêu mà, nín đi con. Sao hôm nay lại khóc nhiều thế? Nín ngay, con còn khóc nữa là mẹ gọi sói đến ăn thịt con đấy. Ồ, bà ấy sẽ cho mình đứa bé sao? Thiệt quá. Khóc nữa đi nào, khóc to lên. Mẹ vứt cho sói nha. Mình phải ra hiệu để bà ta biết mình đã đến thì mới ném đứa bé ra chứ. Tiếng gì thế nhỉ? Mình ơi. Cút ngay, định hại con tao hả? Cút ngay. Hả? Trời ơi, ông làm sao thế này? Sao lại bị thương thế? Con mồi to quá hả? Phải, con mồi to lắm. Nó lừa tôi một vố đau quá. Đã không kiếm được thức ăn, lại còn bị đánh đến ông nổi này. Con người quá là gian hiểm. Sao? Ông dám bắt cả người cơ à? Mụ đàn bà điêu ngoa đó đã hứa sẽ cho tôi đứa con quấy nhiễu, cứ khóc lóc mãi không nín của mụ. Thế nhưng khi thấy tôi xuất hiện, chẳng những không cho, còn bảo chồng đánh đuổi tôi. Đúng là không thể lường trước được. Trời ơi, đúng là đồ ngốc. Mụ ta chỉ dọa con vậy cho nó nín thôi, chứ đời nào chịu mang con cho ông. Bây giờ cả hai đứa đều què hết. Thế này thì ngồi đây mà chờ chết à? Trời ơi, mình đúng là ngu thật mà. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, Mụn rời xa và Láng mịn. Ai đáng khen nhất? Cứu tôi với. Trời ơi, bạn nhện đáng ghét. Có ai không? Cứu với. Chị nhện ơi, mau cứu mũi vằn. Không thấy chị nhện đâu. Chị ấy ở đâu nhỉ? Chị nhện ơi, mau cứu mũi vằn. Chị nhện ơi! Này, mũi ơi! Hình như hồi nãy có ai gọi tôi nhỉ? Chị mau cứu mũi vằn, cậu ấy bị mắc vào mạng nhện của chị rồi. Tưởng chuyện gì, bữa trưa của tôi đấy. Thay thân phận con tầm, kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. Ừ, đúng là chết đến nơi mà còn ương ngạnh.
Cái loại tằm ăn mãi cho đến già, sau đó mới nhả được ít sợi tơ rối tung rối mù, từng lớp bọc mình lại. Một lát nữa thôi, người ta sẽ đem đống kén này nhúng vào nước sôi, vớt ra thành sợi tơ dài. Thế là đi tông đời tằm. Đúng là loại tằm ngu xuẩn. Chị không thể áp đặt hạnh phúc của chị lên chúng tôi được. Chị nhìn xem, xung quanh tôi đây, những chiếc kén vàng ươm. Chúng tôi đem hết những tinh túy của loài tằm dâng hết cho đời, những vóc lụa mượt mà quý giá. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng mọi người luôn nhớ đến chúng tôi. Tiếng thơm của chúng tôi sẽ còn mãi mãi. Tiếng thơm khi đã về chầu Diêm Vương thì thơm cái gì chứ? Loài nhện các chị không hiểu đâu. Chị biết nghĩ đến bản thân. Nhiều khi quá tàn nhẫn chỉ để tồn tại một cách nhàn hạ. Các chị không bao giờ biết được những điều hạnh phúc khi làm những điều ý nghĩa cho đời cho người khác đâu. Đúng là gàn dở mà. Cứ đợi rồi xem. Kéo xong cái kén ấy, chị cũng không thể cao giọng được nữa đâu. Kén năm nay vàng ươm mà chắc nữa. Thế này thì thơ đẹp lắm đây. Ghét, ở đâu cũng chăn tơ bẩn hết cả nhà. Món quà đáp trả. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, Thụy Sĩ tuyên bố đứng trung lập, không tham gia chiến tranh, không tẩy chay cũng như không ủng hộ phe nào. Vì thế, rất nhiều người dân Do Thái chạy tới Thụy Sĩ tránh nạn diệt chủng của phát xít Đức. Các sĩ quan biên phòng của Đức vì thế rất tức giận và luôn hiềm khích đối với đồn biên phòng Thụy Sĩ. Chúng ta thì truy đuổi lũ Do Thái, bọn Thụy Sĩ thì rộng cửa đón nhận chúng. Thế thì khác gì trêu ngươi chúng ta chứ, phải cho chúng một bài học. Dạ, thưa chỉ huy, chúng em cũng ngứa mắt lâu rồi, nhưng làm thế nào bây giờ ạ? Kính thưa ngài, vì tình hữu hảo giữa hai nước láng giềng chúng ta, chỉ huy của chúng tôi xin tặng chỉ huy của ngài một món quà đặc biệt ạ. Các ngài quả là lịch thiệp, xin cảm ơn. Trời, phân ngựa. Kinh tởm quá. Những tên phát xít này thật quá quắt, thiếu văn hóa. Chẳng cần đoán cũng biết, bọn chúng còn có thứ gì tốt đẹp hơn mang cho chúng ta kia chứ. Trời, toàn format nổi tiếng của Thụy Sĩ. Theo phong tục tốt đẹp của quý quốc, đã tặng chúng tôi thứ sản phẩm nổi tiếng. Xin cảm tạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rời xa, già láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.